Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì hôm trước mình có làm một cái video đó, chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị đó, về cách đó, mà làm cái đĩa trước đó, làm sao cho nó nhẹ ha. Thì cái video đó thì Trần Bạc hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị để mà làm cái thay bốn thắng đĩa đó mà làm sao cho nó nhẹ thôi ha. Thì cái video đó thì được rất nhiều cô chú anh chị đó, rất là quan tâm ha. Và có nhiều cô chú anh chị đó, nói là ở xe nhà mình đó, có một số xe đó, là tất cả cô chú anh chị thay đĩa khác vô, thay đĩa mới rồi thay đĩa khác nha, chứ không phải là gin nữa ha, thì nó bị gích. Thì làm theo cách của Trần Bạc á thì làm không có hết ha. Thì Trần Bạc tư vấn là phiên là nên đem ra thợ để cho người ta chỉnh, nhưng mà tất cả cô chú anh chị nói á là đem ra thợ rồi nhưng mà người ta nói là cái đĩa nó gích như vậy ha, thì không có chỉnh được. Thì nhờ Trần Bạc làm video chia sẻ, thì hôm nay Trần Bạc sẽ làm một video để chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị để cách để mà canh cho cái đĩa nó nhẹ ha. Nó ngoài cái việc là mình thay bố, mình xử lý cho nó nhẹ cái ổ trước á, nó còn một nguyên nhân nữa, tức là khi mà mình gắp cái đĩa vô á, nó sẽ bị lỗi. Nó bị lỗi là lỗi cái đĩa này nè, nó lỗi cái phần cái ổ này nè, mình canh cái đĩa nó không đúng ha, thì nó sẽ dẫn đến là nặng cái đĩa của mình đó. Thì cái đĩa thì nó rất là khó canh, nó khe hở của nó rất ít. Nếu là các cô chú chị canh chỉ cần mà lệch một cái lông đền thôi là nó đã đủ rít rồi ha. Đó. Thì Trần Bạc cũng chia sẻ luôn, thì nếu mà tất cả cô chú anh chị xe nhà mà muốn lên đĩa thì thường lên đĩa là phải thay luôn chấn ba. Thì mình Trần Bạc thấy có một số anh chị là thường lúc trước mình có sửa xe đây nè, một số anh chị đem xe lại mình thấy ha, có một số xe lên đĩa nhưng mà không thay chấn ba ha, để chấn ba đùm luôn. Thì cái đó canh đĩa cũng được, nhưng mà canh gốc là khó, cực kỳ khó ha. Thì Trần Bạc khuyên tất cả cô chú anh chị nếu mà muốn lên đĩa thì nên mua cái chấn ba đĩa luôn ha, đừng có để chấn ba đùm của mình đối với xe quay rim á. Thì đây là Trần Bạc biết là tất cả cô chú anh chị bị lỗi cái chỗ này nè đó, mà tất cả cô chú anh chị ít khi nào để ý đó. Thì tất cả cô chú anh chị đã biết rồi, cái đĩa của mình á, thì Trần Bạc đây là ví dụ mô hình cái đĩa ha. Thì cái đĩa này nè, thì khi mà mình đẩy sát vô đây nè, mình đẩy chiếc bê tông vô đây nè, khi mình gắp mới thì mình phải đẩy sát chiếc bê tông đây nha đó, mình đẩy cho nó sát vô luôn, cho nó sát cái đĩa này vô rồi nè, để mà mình canh được cái đĩa này, để mình canh cho nó đúng ha, chứ không thể nào mà để hở. Thì ví dụ như nó mới đi, nó mới hay nó cũ gì không biết, mình cũng phải dùng cái thiết bị mình đẩy sát vô. Thì Trần Bạc thử đẩy vô câu của chú chị xem đó, thì mình đẩy sát cái đĩa này vô thì mình mới canh mới chính xác được ha. Thì trước tiên là tất cả cô chú chị bắt cái đĩa vô cho Trần Bạc, thì siết cứng đi đi, không cần canh gì chứ đó, siết cho nó sát ngóc này ha, đó siết cho nó sát cái vị trí này. Thì mình phải đẩy cái này nè đó, mình đẩy chiếc tông này nè, làm sao cho nó sát luôn ha, cái đĩa này nè, ăn để mình canh cái đĩa cho đúng. Nếu mà đẩy không sát vô thì mình canh không chính xác đó. Vô ngóc này là bắt sát vô bắt lỏng thôi, chưa có siết cứng. Một hồi mình canh ok rồi mình mới gắp cứng hết đó. Thì thằng Bạc ví dụ đây là một cái đĩa, thì cái đĩa nó sẽ nằm ở vị trí như vậy đó, nó nằm ở vị trí như vậy. Thì thường thường tất cả cô chú anh chị á bị lỗi á, lỗi ở chỗ này nè đó. Thứ nhất là canh làm sao mà để cho cái đĩa nó ăn qua đây quá, nó ăn rồi qua đây quá nè, đó thấy không, làm sao cho cái đĩa nó ăn qua bên đây quá nè, thấy không, thấy cho cái đĩa nó ăn gì bên đây không. Nếu mà cho nó ăn gì bên đây nè, nó ăn gì bên đây là cái bố, bên đây là cái bố chết, cái bố bên đây nó là bố chết. Thì nếu mà cho nó ăn về bên đây quá trời thì nó sẽ bị gích cái đĩa liền, nó bị gích cái đĩa liền. Nó ví dụ như mới là chạy nó gích, ví dụ như tất cả của chú chị chạy khoảng 5-6 tháng, 7-8 tháng thì bóp nó mòn thì nó sẽ nhẹ, nhưng mà nó bây giờ nó gích nó sao xài đó, thấy không. Thì nó thường thường nó cái của chú chị bị dướng đây nè, là canh cho cái đĩa nó đi qua đây quá, nó đi qua đây quá thì nó bị gích chỗ này. Nó còn ở bên đây nè, còn bên cái bố này thì bê tông á, thì mình bóp thì nó đẩy ra đẩy vô, nó không bao giờ mà gích cái bố này ha, ít khi nào gích đâu. Thì canh vô canh tất cả của chú chị canh bị lệch cái đĩa qua đây nè, thì mình canh làm sao là cho cái đĩa nó có khe hở đây nè, thấy không, đừng có cho nó có khe hở gì nè, nó có khe hở nè, nó có khe hở bên đây nè, có khe hở vị trí này nè, đừng có cho nó sát qua đây quá. Nếu mà nó sát bên đây quá, nếu mà cái đĩa mà nó sát qua đây quá nè, nó sát qua bên cái bố bên đây nè, cái bố này nè, thì nó sẽ nặng ha. Đó, mình canh làm sao đừng cho cái đĩa mà nó sát vô vị trí này nè, đó thì nó sẽ không bao giờ mà cái đĩa không thể nào nặng được ha. Đó, thì cách canh đó thì khi mà mình gáp vô đối với một cái đĩa khi mà không đúng nguyên bản của nó, thì tất cả cô chú anh chị có thể dùng cái lông đền này nè, mình chìm ở vị trí này nè, vị trí góc này nè, có thể mình đẩy cái đĩa này nè, nó mình đẩy ra vô nè, thấy không, mình đẩy ra vô nè cho nó đúng. Nó còn nếu không đúng nữa thì đối với xe quay ghim á,
thì nó sẽ có cái ổ. Thì các cô chú anh chị nếu mà không đúng thì mình phải mài đây nè, mình mài đây nè, nếu mà mình mài đây nè, còn nếu không được thì mình đưa cái lông đền, muốn đưa qua thì canh lông đền qua, còn nếu nó thiếu ở đây thì bắt buộc phải mài ở đây, xong là cắt cái cục canh bên kia đẩy qua ha, làm cho cái bánh nó ăn làm sao mà cho cái đĩa nó ok vậy đó thì nó mới nhẹ được đó. Thì cái bánh á, thì mình canh á, mình có thể đưa qua lại được, mình nếu mà cục canh bên kia, nhưng mà mình phải là canh làm sao mà cho nó vừa cái bề ngang nha, vừa bề ngang làm sao mà mình canh làm sao mà cho nó ok, cho nó ok cái cục canh là mình đè cái phục xuống lên xuống cho nó nhúng cái nhịp nha. Có nhiều các cô chú chị canh á, mà cái nó để cứ ngắt cái phục luôn cũng không được nha. Đó, mình phải canh làm sao mà thứ nhất là cho cái phục nó tự nhiên, cho nó phục tự nhiên, và thứ hai là cái vị trí đĩa của mình á, nó sẽ nằm gì nè, nằm giống như nhà bạc chia sẻ đó, là cho nó có khe hở. Đó, cho nó có cái hở ở vị trí bên đây nè, có cái hở ở vị trí bên cái bố bên đây ha. Đó, còn cái vị trí bên đây á, thì nó vẫn có nhưng mà nó ít thôi. Đó, như vậy đó thì cái đĩa nó mới nhẹ được, tại vì cái đĩa bên đây nè là cái bê tông của mình nó di chuyển, nó di chuyển ra vô ha. Đó, nó di chuyển ra vô cho nên là nó không thể nào mà nó gích được cái đĩa, nó không thể nào gích được miếng bố này chứ, nó gích là gích miếng do cái miếng bố này nè, do cái miếng bố này là các cô chú anh chị canh không đúng đó, là nó bị gích chỗ đó đó. Đó, cách canh là như vậy thôi, không có gì chân, đĩa trước đĩa sau gì cũng vậy. Rồi ha, hy vọng là với chia sẻ của Trần Bạc như vậy thì tất cả cô chú anh chị biết cái canh ha. Rồi, mình là Trần Bạc Giang ha. Video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn xem video của mình thấy ok thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.